Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi video clip của Hùng Huyền Đông Anh. Khi xem xong video clip, quý vị và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để luôn nhận được thông báo khi có video mới nhất do Hùng Huyền Đông Anh phát hành mỗi ngày. Ở video này, Hùng Huyền Đông Anh xin giới thiệu đến quý vị và các bạn cặp loa Pioneer có model S701. Vâng, đây là một cặp loa rất đẹp của hãng Pioneer. Loa được thiết kế 3 đường tiếng gồm một bát 30 màng carbon, một loa chung và một loa tép lá. Cặp loa 701 của Pioneer cho chất âm rất dày dặn, rất khỏe, rất uy lực. Quý vị và các bạn có thể nghe đa dạng nhạc, đặc biệt là nghe Bolero thì rất hay. Model này quý vị và các bạn có thể ghép với âm ly Pioneer các đời 7600, 7800 hoặc các dòng âm ly Đàn Ông hoặc San Xui đều cho chất âm rất hay. Loa Pioneer S701 được thiết kế rất chắc chắn, mặt thùng bom dày dặn và rất đẹp. Hiện nay cặp loa Pioneer S701 đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá là 13.500.000 đồng. Vâng, 13.500.000 đồng, một mức giá rất bình dân. Nhưng chất lượng của loa thì quý vị và các bạn yên tâm, đây là một cặp loa bãi, hàng bãi Nhật, đẹp, nguyên bản. Nếu quý vị quan tâm và đang cần tìm cho mình một cặp loa zin xịn và ở mức giá bình dân, nghe hay, bày đẹp thì xin mời đến xem hàng trực tiếp tại Hùng Huyền Đông Anh ở địa chỉ số 10-12, ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Đối diện với Bưu điện huyện Đông Anh. Điện thoại 0984 285 477.